Hello, xin chào anh em, mình sẽ chơi 3 tựa game tôm. Đây là đây là hai tôm mà. Thế thì mình sẽ chơi hành đi. Đó. Vệ sinh chưa? Con này thì không cần đi vệ sinh đâu. Con này chỉ cần đánh răng rửa mặt thôi các bạn ạ. Sai. Sai 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 sai. Tắm rửa cho nó nghe. Màu xanh nè. Màu tím nè. Màu trắng nè. Hoài. Sao? Cái kia bình ngủ rồi. Mua một lọ thua. Mình cắt lại coi nè. Tô màu cho nó luôn đi. Xe thì mình thích là xe màu đỏ. Con này thì mình thích màu vàng. Mây. Mây thì phải màu xanh này rồi. Mặt trời. Mặt trời màu này đi. Rồi mua đồ đã. 1, 2, 3. Ăn mồi. Con này ăn cái này. Đây là màu nâu. Để trên xuống đất. Rồi, đây là cái màu của. Ôi, nhầm rồi. Đẹp chưa? Đèn xe. Màu hồng, đất xe màu đen. Quá đẹp luôn. 50 kim cương. Để không cho nó hồi sinh. À, để không cho nó buồn ngủ. Rồi, cho con này ăn đi. Xay đồ ăn. Ăn kiện đi. Rồi. Lại lên ngang tiếp. Chụp. Chụp luôn. Còn dành trắng hết tiền rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải ăn nhiều gì thôi. Không nên hoang phí. Hello. 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 Sự tích thư này. Mình sẽ để một cái súp lơ ở đây. 5 này.
Rồi, được một bức tranh rồi. 11, 13, tháng 2. Xem nào. Rồi. Hello. Chơi trò chơi của con này đi. Một quả chuối ăn luôn. Đó. Thôi mà đem một chút thôi. Trang điểm lại. Trời, trời ơi. Tôi xong màu hồng luôn nha. Dạ ha. Chơi cái này đi. Con pet của mình muốn chơi cái này các bạn ạ. Có đi chụp ảnh nghe. 2 1 không, ok. Chết phật tử. Tăng 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 tăng. Hello. Hello. Rồi, tất cả rồi anh em ơi. Bùm bùm. Trời, con này cho đi ngủ đi. Lúc nào nó cũng bắt đi thông báo các bạn ạ. Được chưa? Con này nó cũng bắt đi ngủ rồi. Để xem con này xem có cái gì không nào. Tăng 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 tăng. Con này muốn đi ngủ không? Hello. Hello. Hello anh.
Đánh nhau không? Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye các bạn.